Xưởng tượng gỗ hôm nay giới thiệu với các bác bức tranh đĩa phu thê viên mãn chất liệu gỗ hương Nha Trang. Bức này có kích thước cao 38, đường kính 30, dày 4 phân và đục sâu 2,2 phân. Đục canh bong rất là đẹp các bác nha. Ý nghĩa của tranh đĩa phu thê viên mãn, đôi chim công làm cho bức tranh trở nên bừng sáng, quyến rũ nhờ vào bộ lông đầy màu sắc và thật tinh khiết. Đôi chim công là biểu tượng mạnh mẽ cho vẻ đẹp viên mãn của hạnh phúc nửa đôi. Bức tranh sẽ mang lại hạnh phúc may mắn cho tình yêu đôi lứa. Mặt trước và mặt sau đục rất là nét các bác nha. Mặt sau rất là mịn màng. Các bác mua hàng có thể liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc qua trực tiếp cửa hàng ở 137 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Cảm ơn các bác rất nhiều.